chiếc quan tài, chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan, chiếc quan tài ấy đặt trên tấm phản, giữa một túp nhà siêu. Một người đàn bà, quần áo nâu bạc, ngồi phệt ở bên, úp mặt vào cánh tay khoanh cạnh ván thiên, thỉnh thoảng hé vuông vài nhỏ mới, ghé ra ngoài xỉ mũi xuống nước. Gần đó, một thằng bé con, chỉ mặc một manh áo rách, thỏ cây gậy tre vừa đẵn nghịch với những tăm bọt rủi trên mặt lượt bùn. Bỗng bốn người đóng khố, lực lưỡng, đẩy chiếc mảng chuối áp đến hè, rồi cùng nhau vào, khỏa chân đề rửa, nói mấy câu, và đứng lên phản, bắt tay vào cỗ ván. Họ còng lưng, ưỡn ngực, để khênh cho thăng bằng. Xong, họ không thấy nhọc nhằn, vì chiếc áo quan ấy nhẹ quá. Nó bằng gỗ tạp, lỗ chỗ những vết mọt đen, mỏng vừa một đốt ngón tay. Họ chép miệng, phàn nàn với nhau, thương hại anh cu sâu số, khổ cho đến lúc chết. Chết ngay vào độ trời làm vỡ đường mảng chuối chờ chiếc quan tài lềnh bềnh theo tay bốn người đẩy ra cổng. Chị cu trùm khăn lên mặt, khóc thảm thiết, cứ cả quần áo thế, chị lội bì bõm, đi sau chồng. Giá không có mảnh vải trắng che mặt, đố người lạ nào bảo chị là người nhà người chết, và giá không có tiếng khóc, đố ai đoán là ngoài đường có đám ma. Thằng cu thì chẳng biết gì, nó thấy người ta ghé lưng, bảo nó ôm cổ để cõng. Nó ngơ ngác làm theo, hình như thích chí vì được đi lội. Bốn người đầy mảng, dò từng bước, đi dưới nước đã chậm, thế mà đường lại trơn. Những bọt nước tóe bắn lên, làm tắt cả hương. Mấy cây nến cắm trên khúc chuối, bị gió, không sao cháy được. Người ta đã nhiều lần thắp lại cả hương lẫn nến, nhưng vẫn tắt như thường. Xung quanh, là nước đỏ mênh mông, từ sáng đến bây giờ, mỗi lúc lên một cao. Chị cô gào mãi nên rát cổ, chị phải thôi khóc và cô bấm đầu ngón chân xuống đất, cho khỏi ngã. Mực nước chỗ thấp thì đến bẹn, chỗ cao thì đến thắt lưng hoặc đến ngực. Cả làng chỉ còn có mỗi một nơi cao nhất, là khu giữa vườn nhà ông Lý, may quá, chưa bị ngập. Cho nên ngay từ khi anh cu ngáp cái sau cùng, chị cu phải kiếm cơi trầu lên xin với chủ đất, để nhờ chỗ chôn trồng. Ông Lý thương hải, vui lòng nhận lời, lại khuyên chị nên đưa ngay anh cu, ra đồng, kẻo chỉ một giờ nữa vườn ông cũng tràn nốt thật thế cả làng hiện nay chỉ có khu vườn ấy là hờ còn thì từ ngoài đồng cho đến khắp các xóm chỗ nào cũng những nước là nước nói đúng ra giữa đồng cũng còn vài ba cái gò là còn nổi lên nhưng những đường ra đấy từ khi mới có tin vỡ đê tuần đã chặt che dấp ngang lối vít kín cả lại rồi chỉ còn một lỗ con con chui khe lũy người ta vẫn đánh trâu qua để thả cho nó bơi đến các gò đứng nắng và ăn bèo Nhật Bản, thì lối ấy nhỏ quá. Và trừ châu ra, ai dám bơi qua những nơi ruộng sâu đến một con sào. Chiếc mảng lênh bênh độ một lát, thì quàng vào ngõ xóm chung. Tuy đường hẹp, nhưng lối đi cao dần, nước đến thắt lưng, sau đến bẹn, rồi sau đến đầu gối. Rồi sau cùng, mảng chuối chịt lại, mắc cạn, không đi được nữa. Người ta ghé tay bê áo quan, chỉ cu vác vồ cuốc lên vai, đi theo nước rẽ qua những cẳng chân đen tùi, kêu rào rào, vé bọt trắng sang hai bên. Chị cu dục mọi người mau tay lên, vì chị lo ngại quá. Quả nhiên, mới từ nãy đến giờ, nước đã láng gần khắp vườn nhà ông Lý. Chỗ đất vừa đào cách đây độ một giờ đã có những dòng nước ngòng ngoèo bò theo nơi thấp, và dỉ vào, ngập đến lưng huyệt. Bốn người rào cẳng, rồi đặt quan tài xuống, họ nhảy vào hố, hai tay bốc nước, thoan thoát tát ra nhưng vô ích, nước ra bao nhiêu, lại vào bấy nhiêu, mà nước vào lại mạnh hơn nước ra. Tát cũng không kịp, bốn người thất vọng, bảo nhau khênh bốn góc cỗ ván. Hai người tiến, hai người lui, rồi cùng đứng ngay ngắn ở hai đầu huyệt. Họ cúi lưng, đưa thấp dần dần tay xuống, chiếc quan tài hạ từ từ. Cảnh đau đớn làm chị cu đứt từng khúc ruột, chị muốn khóc cho hết nước mắt, gào cho hết hơi, để được chôn theo chồng nhưng bỗng chiếc quan tài đứng sững lại, không xuống được nữa. Nước ở dưới đội nổi lên, tiếng khóc im bặt, bọn người nhìn nhau lo sợ, lúng túng, làm thế nào, bàn tán hồi lâu, hai người nhảy xuống, đứng ở hai đầu áo quan để lấy sức nặng, thì nó mới chìm được. Nhưng nước vào huyệt đã nhiều, nên khi người ta vừa nhảy xuống, nước ở dưới rảnh lên, tràn qua ván thiên. Quan tài như chiếc thuyền đáy phẳng, nó bập bềnh, hai người mất thăng bằng, ngã khuỵu thụt cẳng xuống huyệt. Cách ấy không được, ỉ ộp, mỗi người nói ra một kế, chỉ làm sao thắng nổi có mỗi một tí nước, mới chôn được dễ dàng. Chị cu tưởng tượng đến chồng bị ngâm sũng, chị thút thít, kể lể, thương con người đến chết còn vất vả. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài vì nhẹ, lại tự nhô lên đến gần mặt đất. Cả huyệt đầy những nước mất rồi, bây giờ mới là lúc khó khăn, họ vẫn luẩn quẩn bàn bạc, sau hết, ba người phải lấy lưỡi cuốc, kẽ ván cho nước ô vào thực nhiều và cùng nhau đứng về một đầu cho sức nặng đủ giận được xuống đất một người lấy vồ chêm vào thành huyệt vì chặt lấy một người cuốc đất và chị cu khuân vội vàng vứt xuống hố thấy cây chồng đầu cao đầu thấp chị đau đớn lắm nhưng biết làm thế nào họ lèn đất vào thành huyết và áo quan rồi quẳng những tảng to lên trên cho đất đủ sức dìm một đầu quan tài họ lại đứng sang đầu bên kia và cũng làm như trước. Họ thở ì ạch, khó nhọc như một cuộc vật lộn. Khi cỗ ván đã bị chèn chặt hai đầu, họ bèn rủ nhau lên, để hết sức đào đất cho nhanh chóng mà quẳng xuống. Nhưng họ vừa bước chân khỏi, cỗ áo quan đã bành lên theo. Xong, được cái nó không nổi cao quá, biết rằng sức phấn đấu có công hiệu, họ huỳnh huyệt làm một lúc nữa thật mau. Chiếc quan tài lần này chịu nằm dí xuống tận đáy huyệt. Bây giờ họ đã đỡ vất vả chỉ còn việc đắp đất lên cho thành nấm mà thôi ấy thế mà khi ngôi mả đắp vừa xong nước đã láng vào khắp vườn không còn hở một chỗ nào nữa những con run đất màu đen to bằng ngón tay út nổi lềnh bềnh dập dềnh theo đà sóng trôi với đám bọt rác cộng cộng một giờ lại một giờ mực nước lên cao dần cao trông thấy xung quanh mả anh cô có những lá tre khô bám vào rồi có bèo nhật bản rồi có cả bọt rác nữa thứ này bám vào chốc lát rồi bị sóng lôi đi thứ kia ôm lấy nhau nhảy nhót chạm óc ách vào nấm đất mới đắp nước dập dờn liếm mãi vào khe những mảng đất làm cho nó mồn ra rồi nó lở thành những cục con con lả tả rơi từng tí một độ nửa ngày nước tràn qua mặt mà gió hiu hiu bụi tre cót kết như nghiến răng những lá vàng rào rào bay xuống chạy trên mặt nước như thuyền buồm thuận chiều Lúc nào sóng cũng dập dờn làm ải đất mà đắp dối. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ, hòn nhỏ không mấy chốc bị cuốn đi, nấm mồ bị vẹt dần, rồi nó không cao hơn mặt vườn nữa. Rồi chẳng bao lâu, tự nhiên, ở dưới, nhô lên một tầng đất mới. Tầng đất này cũng mỗi lúc một tí, bị sóng đánh, bị ải, và bị cuốn đi. Rồi hết lượt này đến lượt khác, đất ở dưới cứ nhô lên và cứ bị cuốn đi từng hòn nhỏ cho đến hết. Rồi sau hết ụp một tiếng, cả chiếc quan tài tự nhiên nổi bềnh lên. Nó nghiêng đi, hất tảng đất cuối cùng trên mặt ván trơn bùn như mỡ. Tảng đất rơi tõm xuống nước, cổ áo quan trọng trành, rồi đứng yên trên huyệt như chiếc thuyền bị cạn. Chiếc quan tài nổi theo mực nước lên cao dần, sóng bập bềnh cứ vỗ mãi và thành nó như cố đẩy nó đi. Rồi sau, nó không bị vướng gì nữa. Nó quay đầu, lừ lừ theo chiều gió và chiều nước, lênh đênh, lúc trôi ngang, lúc trôi dọc độ nửa ngày chiếc quan tài đã tự đến góc vườn cạnh bờ lạch đến đây nước phía ngoài chảy xiết hút nó bạt ngang vào dạng tre nó mắc ở đó rồi một bè ngủ bám cạnh nó rồi một cụm bèo bám cạnh nó rồi cả một mảng vừa ngủ vừa dưa vừa bèo cả tảng bị nước đẩy ra lạch nhưng không nổi chiều gió đổi làm nhích dần mọi vật mỗi lúc một tí nhưng cỗ ván gặp cành rong tự nhiên giúp đầu vào bụi, rồi lái ngang, hầy mảng bèo ra cho nó trôi qua khe rặng tre và theo dòng lạch trôi nhanh như mũi tên. Rồi một mình chiếc quan tài cựa quậy, như cũng muốn tìm lối ra chỗ rộng. Nhưng nó nặng nề, nên hết xoay dọc lại xoay ngang. Nó tiến rất chậm chạp, vì thỉnh thoảng có gióng tre cản lại. Nắng gay gắt làm cho khô đất bết trên mặt cỗ ván và cong vênh một phần nắp lên. Cả người nằm trong, trương phành ra cũng hình như không chịu được chỗ quá chật hẹp. chiếc quan tài như con thuyền không chủ, bập bình, lách theo lụy tre. lúc nó dừng lại, lúc nó nhích đi, lúc nó đuối nghiêng, lại bạt vào bụi. rồi sau hết, nó tới một chỗ có khe rộng. tự nhiên, nó lao một cái, thích hai cạnh vào tre hai bên, rồi đâm thẳng ra giữa lạch chảy xiết. đến đây, nó quay mấy vòng, rồi lừ lừ, nó trôi dọc theo dòng nước. tiểu thuyết thứ bảy số một trăm tám mươi 1937. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa